Hôm nay tôi vào cái trang Phật giáo và doanh nhân thì không thấy cái bài lời xin lỗi đâu cả. Hình như là họ xóa rồi thì phải. À, họ xóa rồi. Chỉ có cái bài ở trên cổng thông tin điện tử của giáo hội thì là thì còn, tức là cái bài thông tin về chủ sở hữu website Phật giáo và doanh nhân thì còn ha, chứ còn là trên báo Phật giáo và doanh nhân thì không còn cái bài xin lỗi. Đó là tôi muốn thông tin về cái đầu tiên là nó là như thế. Như vậy theo tôi thì đây là một cái việc làm phải nói rằng là rất là tệ. À, anh cáo lỗi, anh để vài ngày rồi cái bắt đầu là anh xóa đi. Thấy không? Rất là tệ, là không nên. Đó là cái thứ nhất. Và tôi muốn vô cái chính, tức là muốn tìm hiểu tác giả của bài báo mà dọa thầy Minh Tuệ đó là ai. Đó, cái đó nó mới quan trọng. Và tôi nghe được thông tin người đó chính là một người nằm trong chùa Phật Quang. Đó, cái điều đó nó mới quan trọng của bà con. Tức là ông Thích Như Dũng, ông Thích Như Dũng chính là tác giả của bài đó. Đấy, cái này thì tôi có thể khẳng định chắc chắn 100% ông Thích Như Dũng. Đấy là bởi vì cái này thì hôm kia là tôi phân tích rồi. Thích Như Dũng chính là phương chứng. Thấy không? Chính là phương chứng. Hay nói theo chiều thuận là phương chứng chính là Thích Như Dũng. À, thông tin này thì tôi chưa kiểm chứng được, nhưng mà tôi rất là tin tưởng cái thông tin này là nó đúng. Đó, thông tin mà phương chứng hoặc là Thích Như Dũng là người của chùa Phật Quang, bởi vì nhìn cái giọng, cái kiểu cách, à, cái hành văn một cách là đầy thù oán, đầy hận thù là như thế, thì kết hợp với một số cái nguồn tin là bên ngoài, nguồn tin thì người ta bảo rằng là Thích Như Dũng chính là một người đang tu ở trong chùa Phật Quang, à, ở trong hệ thống Phật Quang chứ không phải là ở trong chùa ở Bà Rịa đâu, bởi vì trong cái hệ thống Phật Quang thì nó gồm rất nhiều chùa khác nhau. Đấy, thì tôi tin là thông tin này là đúng. Nhìn cái cách hành hành văn của người này đây, chúng ta đọc lại một đoạn, à, đọc lại cái đoạn mà coi như là quan trọng nhất, cái đoạn mà coi như là hận thù nhất, à, đoạn hận hận thù nhất, à, đoạn mà coi như ghê gớm nhất. Nhìn bằng kinh nghiệm các thủ đoạn chiến tranh và văn hóa trong quá khứ, ông có thấy biết bao nhiêu người như ông đã bị trở thành công cụ dẫn dắt quần chúng, hình tượng hóa trung tâm của trò mị chúng, rồi cuối cùng kết quả là hoặc bị vắng bóng, hoặc bị thánh hóa mơ hồ, hoặc công bố tử hình và vứt xác giữa Thái Bình Dương. Ông chọn kết quả nào? À, một cái câu rất là hận thù. Xác định ổng là một tu sĩ. À, thì cái này là chắc chắn 100% rồi. Khỏi phải là bàn cãi ở cái chỗ này. Nhưng mà ông tu ở chùa nào thì rõ ràng cái tên mà gọi là Thích Như Dũng, à, thì rõ ràng là phải tu ở chùa nào rồi, thì cái nguồn tin bảo rằng là tu ở chùa Phật Quang, nguồn tin thì có rồi đó, người ta khẳng định là ông này là thuộc hệ thống chùa Phật Quang rồi đó. Nhưng mà hệ thống cái Phật Quang này trải rất là rộng lớn đó, trải khắp cả nước. Như bà con thấy ở trên cái sơ đồ này đó, sơ đồ cái này là báo công thương họ là họ lập nha bà con. Đó. Đạo tràng chùa Phật Quang vào năm 2018 gồm có 41 đạo tràng và 33 chúng thanh niên Phật tử. Đó. Ở nước ngoài thì là có là Đài Loan và Nhật Bản. Nghe không? Do đó là cái lượng tu sĩ rất lớn, thì không biết là cái ông này nằm ở chỗ nào.
Dạ. Nhưng mà tôi tin rằng là nó sẽ nằm trong cái hệ thống này. Tuy nhiên mà việc mò tìm ra cái ông này thì nó cũng căng, là bởi vì cái tu sĩ, cái lượng tu sĩ mà đã thọ giới tỳ kheo rồi đó, của Việt Nam là phải nói rằng là rất lớn. Đúng không? Rồi những người mà được đặt là họ thích thì càng lớn hơn nữa. Đó. Do đó tìm việc tìm thì chắc là tìm không ra, nhưng mà khẳng định rằng ông này là nằm trong hệ thống chùa Phật Quang này. Một hệ thống mà phải nói rằng là tôi nghĩ rằng những người mà xuất gia là phải đến là con số hàng nghìn. Trong một số cái buổi lễ đó, buổi lễ mà người Phật tử, chúng thanh niên và tu sĩ tập trung ở chùa Phật Quang là lúc cao điểm là lên đến 30 mấy ngàn người. Đấy. Thì như vậy là lượng tu sĩ phải biết rằng lớn đến mức độ nào. Có thể là hàng ngàn. Do đó cái việc tìm ra thì phải nói rằng là khá là khó. Tìm ra cái ông Thích Như Dũng này là khó. Tôi đã search ở trên mạng nhưng mà không thấy bài viết thêm những cái bài viết nào của ông Thích Như Dũng. Ông chỉ có viết ở trong cái tờ Phật giáo và doanh nhân thôi. Nhưng mà hiện nay cái tờ này thì chắc nó cũng tìm cách là nó xóa mấy cái bài đó đi rồi, hoặc là cho ẩn mấy cái bài đó đi rồi. Do đó tìm khó, tìm sợ tìm không ra. Và có thêm một cái điều đặc biệt ở trên cái trang web này, bà con thấy các cái trang web học hoặc là các cái tờ báo, tờ nào người ta cũng có là cái tên ở trên đây hết. Thấy không? Tên ở trên đây hết. Nhưng mà riêng cái tờ kia mấy bữa nay là thấy xóa, xóa là cái phần này nha, xóa cái phần này. Đây chúng ta thấy vô Google thì là thế này nha. Bắt đầu bấm vào đây nha, bấm vào đây nha, bấm vào đây thì chúng ta thấy trên cái phần đỏ này là không có là cái tên của cái tờ báo hoặc là trang web ha. Chứ còn các cái tờ báo hoặc trang web khác cái nào nó cũng có hết. Ví dụ Tuổi Trẻ thì trên này đề chữ Tuổi Trẻ, Thanh Niên đề chữ Thanh Niên, rồi như cái tờ hồi nãy thì vẫn có trên này, nhưng mà riêng cái tờ này thì không thấy có. Và ở đây cũng tìm không ra là cái bài cáo lỗi. Chỉ có thấy cái bài là học nhận lỗi này thôi, chứ không không có thấy bài cáo lỗi. Ha, để không thấy bài cáo lỗi. Bài cáo lỗi đâu mất tiêu rồi. Mà không phải rằng là nó bị ảnh đâu, không phải là bị báo nhiều bài nhiều mà chồng lên đâu. Nhưng mà tôi thấy rằng là họ sẽ cố ý xóa. Cố ý xóa. Đấy, tất cả đều không thấy, mà tìm ở trong đấy cũng cũng không thấy nha. Đấy. Tìm ở trong đấy là cũng không thấy. Như vậy là không biết là đã chạy đi đâu mất tiêu. Thấy không? Chỉ còn lưu lại dấu vết là trên cái tờ này thôi. Lưu lại dấu vết là trên cái tờ Phật giáo này. Đó. Chứ còn bên kia là đã hết rồi ha. Đấy, biến mất rồi.